Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G. Sản xuất năm 2017, lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 428 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G 2017 này các bạn nhé. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe 2016 thì phiên bản máy cũ đấy bắt đầu lên 2017, cuối 2016, 2017 này thì Toyota cũng đã cải tiến cho những chiếc xe Toyota Yaris, đó là đổi về cái nâng cấp về cái động cơ là dual VVT-i, còn là máy trắng nhé, trước đó là máy đen đấy. Và phiên bản Yaris thì có những phiên bản GE và phiên bản G. Chiếc xe mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị các bạn là phiên bản G các bạn nhé, phiên bản cao nhất rồi các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là phiên bản G này. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start top, màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi rồi các bạn nhé. Rất là đẹp ạ. Và đây là cái phần ba đời sốc sau. Xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cho nên là đều rất đẹp này. Toàn bộ từ những cái cụm đèn hậu này cũng còn rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này rất mới này, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn nhé. Xước sát nhẹ nhàng bên ngoài thôi, chứ còn bên trong chưa có việc gì cả các bạn ạ. Và đây là cái tem của nhà sản xuất, cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đây, chỉ 5,7 lít trên 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị là 7 lít, còn nếu ngoài đô thị chỉ 4,9 lít thôi các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và dàn lốp còn rất là dày này, là dàn lốp chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy, tôi vừa mới đi đây kia nó hơi bẩn lốp một chút thôi, nhưng dàn lốp còn rất dày, rất đẹp. Gương chiếu hậu gập điện kết hợp xi nhan trên gương này, quá thông minh, bấm tay để mở cửa này. Và nhìn về cái phần ba đời sốc trước cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đèn pha đi trên ông rồi này, phiên bản G là đang có đèn pha đi trên ông, cũng giống như chiếc xe Vios đấy. Đấy, đèn pha đi trên ông và đặc biệt là chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đèn gầm có rồi này, bản G là có đèn gầm rồi các bạn nhé. Rất đẹp luôn, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn này. Nhìn về cái phần sườn bên phụ các bạn này cũng rất là phẳng, chưa có đâm va gì các bạn nhé. Đấy, dàn lốp thì còn rất là dày. Phần sườn của bên lái bạn xem đây ạ, cũng còn nguyên zin, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn rồi này. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất này. Trước tiên là mở cái cánh cửa phía trước bên lái, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin đây các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa nguyên zin này, táp bi rất là đẹp rồi các bạn nhé. Những chiếc xe Yaris thì bao giờ cũng thứ nhất là chạy ít, thứ hai nữa là đều đẹp các bạn ạ. Đồng hồ không km 7,9 km các bạn nhé. Đấy, và màn hình to đùng, màn hình Android to đùng rồi, mỉ trần rất đẹp luôn. Những chiếc xe này thì gần như là không có xe chạy dịch vụ các bạn ạ, vì là mua mới nó rất đắt tiền. Những xe Vios thì hay chạy dịch vụ, những xe Yaris thì thường là không có xe chạy dịch vụ đâu. Nội thất ghế là màu trắng này, rất đẹp luôn. Trải sàn 5D này, và đây là cái tem của nhà sản xuất bạn này. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc. Và chiếc xe này là động cơ là 1.5 bạn nhé. Yaris nó có phiên bản 1.3 và 1.5, chiếc xe này là 1.5. Đấy, tem này, tem của Toyota Việt Nam, về dán tem Toyota Việt Nam đấy nhé. Xe này là nhập khẩu này, sản xuất năm 2017, Toyota nhập về này, đều rất đẹp luôn. Tất cả đều rất đẹp, vô lăng bọc da, tích hợp các tính điều khiển trên vô lăng. Đấy, gương chiếu hậu thì gập điện này, tích hợp xi-nhan trên gương, cảm biến lùi lắp thêm, màn hình lắp thêm bạn nhé, rất đẹp luôn. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái này, từ keo chỉ cũng còn nguyên zin này, keo chỉ nguyên zin, tắt đi cánh cửa này rất mới luôn. Toàn bộ cái phần nội thất đằng sau này cũng còn rất đẹp luôn bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da, ghế da này là bộ ghế da xịn mà chủ xe đã lắp cho chiếc xe này đấy các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp, nội thất thì rất là sang.
và đây là cái cốp sau. Tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn xem nhé. Ốc cốp sau này. Đấy, ốc cốp sau nguyên zin này. Keo chỉ cốp sau này. Keo chỉ cốp sau đây các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Và cái phần cốp sau này thì cũng không có để đồ gì mấy, cho nên là còn rất đẹp này. Toàn bộ từ những cái phần nhĩ này. Lốp sư cua gần như là mới tinh luôn các bạn nhé. Đấy, và chủ xe cũng đã dán chống ồn ở cái khoang sau này rồi. Đấy, nhìn dán chống ồn rất là cẩn thận. Phải nói là một chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Được keo chỉ còn nguyên zin này. Táp đi cánh cửa này đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Từ táp đi cho đến nội thất phía sau này đều rất đẹp này. Đấy, nội thất này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Được keo chỉ cánh cửa này còn nguyên zin. Keo chỉ là nguyên luôn các bạn nhé. Táp đi cánh cửa rất đẹp, từ táp đi cho đến táp lô đều rất đẹp này. Vô lăng cần số tay phanh đấy, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Màn hình thì to, màn hình Android lắp thêm này rất là to này. Nỉ trần rất là sạch luôn đấy, phần nỉ trần này đều rất sạch, rất là đẹp luôn. Màn hình thì đã có đầy đủ là camera lùi, camera hành trình rồi quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Yaris G2017 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít và điều đặc biệt là chiếc xe này là của nguyên zin này. Đấy, nguyên zin luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì ở cái phần máy móc này, cho nên là máy móc còn nguyên zin. Ốc cabo cũng còn nguyên zin này. Ốc cabo nguyên zin này. Keo chỉ cabo đây, nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Yaris G2017 này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 428 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã.